rồi. 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 Đồ đồ rắn độc dưa với hai con hổ mao. Chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Nay anh em mình lại đi đào rắn. Mấy anh em kia đi vào Nam hết. Còn làm hết rồi đâu. Anh em buồn quá. Cuối mai vào Nam không? Có chứ. Còn Hiếu. Em không, em ở nhà đi đào rắn thôi. Hiếu ơi đi anh thắt cổ chết. Thật chết. Đấy, hôm nay mình tiếp tục đào rắn mọi người nhá. Anh chính đâu ở đây rồi, anh mới gọi đến này. Thấy chưa? Đâu? Ở đây nỗ đây. Em nỗ chuột đấy. Nghĩ buồn, mấy anh em ở Nam hết. Buồn đúng không? Người ta đã bỏ tôi rồi mà ơi. Thật đấy. Đâu ấy? Nỗ vừa vùi vào ra. Mai cưới vào Nam nữa. Mày hết miền Nam rồi. Còn mỗi anh em mình nhảy đào rắn đấy mọi người. Máu ra này nha. Máu á? Đây đây chứ. Ờ. Bỏ đây. Anh chỉ xem trên TV của nó thôi. Ơ nhầy. Đây. Đây. Ơ nhầy máu mọi người. Bên vỏ ngoài nó mới có máu như vậy thôi nhỉ. Bên trong ừ. Thì biết rồi đấy. Trong đây chặt. Đấy. Nữa. Đâu. Đào sâu rồi anh ấy. Ừ, nó mềm. Nó rất rất mềm mềm rồi còn nó chuột yếu đào nó sâu mọi người nhá. Rắn khả năng cũng có. Mềm sụt này. Lên lên lên. Ô. Ui. Ôi này. Ui có con gì đây anh ơi. Ui. Ở đây. Ô, có con gì kìa mọi người. Hay chuột. Ôi, 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 cái đầu. Không phải đâu. Cái đầu ơi. Vào. Có rắn không? Đây. Vào. Đây đây. Đây đây. Một cơ hội có rổ mang đây. Đấy. Thấy chưa? Ôi con. Úi giời, mọi người phê chưa? Đi đâu đây? Đấy. Thấy chưa? Ui. Nó vừa trong tối ra sáng nó rất dữ mọi người nhá. Bỏ mạ luôn đấy. Ui ui ui. Chọc túi ngay. Tí nhỉ. Một con. Đó lốt xem ngay. Thường rắn hổ mang đi một đôi ấy. Có nhìn thấy không? Không không tối lắm. Ui ơ đây đây nhìn cái đầu rồi đầu này. Ui một đôi mọi người. Ừ, thấy thế rồi. Ui rồi ui dài mọi người một đôi rắn mọi người nhá. Ôi cái đầu mọi người. Ui giời. Hai các bạn ơi. To, rắn to chưa? À. Ui. Xin các bạn này. Hai con. Hai con nhá. Về chưa? Rất là dữ luôn. Ui. Mày không đùa không có các anh ở nhà. Chết. Chết. Đây. Có nhìn này. À, đầu rồi. Ui. Nhảy lên nhảy người người đấy. Ui ui ui. Ui. Hai con vậy. Đào lốt xem con nào anh ơi.
sao sẵn mà sẵn lại. Anh nổ. Anh ra sâu hẳn hai nè. Hết luôn. Đi đây. Đi đây nào. Đi đây. Sống dưa. Sống dưa. Ôi, kìa. Ôi. Ui, nhanh thế. Ui. Này bác này, ghê chưa, một hộp dưa này. Thằng này đấy. Ai trời. Ui cái mổ. Nhưng mà mổ con chạy ra. Thôi con, tìm đường ra xem con á. Ai nhỉ, chắc là mình. Tháng vừa anh mình đào kia động quá, chạy ra đây rồi nhỉ. Đào đẹp thế. Kìa. Ôi. Đi vậy? Chơi kìa. Đi vậy? Đấy. Ui. Ui đây này. Đâu? Ui. Chưa? Ui lại con nữa. Ôi giời, một đôi mọi người. Thêm một đôi. Mình đây vài. Ui. Ui lại một đôi mọi người. Làm đùa góc này. Người ta có duyên với rắn thì người ta chỉ cần đứng yên là rắn sẽ đến. Thì anh đảo trước kia chắc nó đậu cũng chạy ra vào nhà này. Kiểu là ngồi im tình yêu sẽ đến. Rồi. Một đồ đôi rắn lộc dưa với hai con hổ ma mọi người nhá. Chưa. Nào quay nhìn này. Thấy chưa. Rồi vào tay ngay đấy. Phê nhờ. Cái này tính là công của ai bắt được. Không, người em thấy công của ai. Anh chuẩn. Công của ai. Ủa, nhiều quá. Tìm cây lướng hết đi. Bây giờ cho túi cùng một túi nào. Chú hổ mang à? Có một túi. Không. Có khả năng mấy cái gì không còn nhiều ấy chứ đùa đâu. Anh đào lốt cái gì đi. Lấy cái kinh vậy. Lửa cao nhỉ. Đấy, túi đây. Cho từng con một vào thôi. Ôi, hổ tay. Là ghê luôn các bạn ạ. Nó cắn chỉ đau thôi, không có đồng. Tổng chung là nó rất là dữ. Ê ê ê kìa. Chua ấy ngoài. Các bạn nhìn này. Con này. Nó phải cái chỗ núp. Ê, đấy, đấy. Chưa. Ơi, nó mổ liên tục luôn. Cho túi xong rồi đi tìm tiếp anh ạ, mày về đi. Rồi, đi về rồi. Đấy, kìa ra. Chú em ngồi. Ngồi. Em về đi. Đô hai con hổ ma kia vào. Hổ ma bồ vào đấy. Tìm nó tìm xem còn cái gì không, mày về đi. Đây, 5 miếng này. Cũng ngọt đấy, hơi ngọt thôi. Chua. Ngọt. Cái gân này biết nó ngọt. Gân này đấy, chua rồi. Ngọt. Chua lòm. Mới cả mọi người nhá. Đúng rồi, nhìn gần thì okay, mới cả mọi người nhá. Thôi mình về đi. Về đây. Hải thế tiếp. Đi tìm xem có gì ăn không thì ăn tiếp xong về. Nha, đây cho mình kết thúc video ở đây cho mọi người nhá. Mọi người xem thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho anh em mình nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.